chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ chơi Roblox Fast Food Simulator. Thì hiện tại bây giờ cái game mà hình dáng của mình ôi, hiện tại mình là cái thằng một cái thằng trời, phải nói đúng chuẩn luôn rồi, là mập địt luôn ấy. Đó, cái rốm thì nó lại lòi ra nữa chứ, trời ơi, y như Chen. Cái này chắc là Chen lúc nhỏ quá. Ok, rồi, thì rồi. Mày đang ở đâu vậy? Ôi, mày đang đứng ở chỗ đó chi vậy? Bị dính đó ta. Đứng đó, đứng đó là coi chừng bị đánh á. Ok. Đám đang dí tao là ta. Ôi, lấy lộn rồi. Hiện tại giờ là mình sẽ bắt đầu mình ăn thôi. Ủa, mày đang ở đâu vậy? Đó. Tao đang đi vòng vòng nè. Ủa vãi, ăn đi, cho nó mập lên đi. Ôi, công nhận mình ăn mấy mình đứng cái tướng gì vậy? Mình nó mập mà mình còn đứng cái tướng bánh bèo nữa hả? Ủa sao ăn không được ta? Vãi. Mày lên rồi kìa, cộng 10 rồi kìa. Ủa sao đi nghe mấy cái bánh không cho tao ăn ta? Không, mày bấm cho cái bánh á, chứ mày đừng có lên vậy, không có được đâu. Ôi vãi, sao mấy cái. À, bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình ăn. Trời ơi, rất là nhiều thanh niên mập địch, trời ơi, kể cả thanh niên mập địch da trắng nữa chứ. Trời ơi, đủ thứ da, da trắng, da màu, da đen cũng có luôn. Đã gì còn da đi, còn da này da gì đây, trời ơi. Trời ơi, mấy cái bánh pizza, mấy cái bự này, nó bắt mua bằng Robux mày ơi. Nó mua bằng Robux á. Thôi bây giờ là cao ăn trước, cao vừa ăn, cao vừa chạy chứ. Bây giờ cao mà đứng im là cao sẽ bị đánh liền, là cao sẽ bị ăn hành liền đó. Mới vừa nói xong là bị đập xong kìa. What the hell đó, hay chưa có biết mà. Thôi cao chạy trước cái gì chứ, cái này là chạy trước không có đứng yên. Giant Burger. Ôi, chạy nguy hiểm quá. Yeah, hay quá là được rồi. Yeah, cao có cho núp rồi nè. Đập ấy, nó cắn nó hoài ấy. Trời, nó chạy mà thấy. Rồi, tao có cho núp rồi nè. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu. Có một thanh niên lên được trên này rồi. Rồi, giờ là bảy rồi. Quýnh cho giờ thành dưỡng sức luôn. Quýnh. Quất giờ thành dưỡng sức. Trời, cưỡng tưởng mập luôn, không có. Áo. Rồi. Cuối cùng mình giờ thành chứa mới ghê chứ. Thiệt tình. Đó, bắt đầu bây giờ mình sẽ ăn trước rồi mình. Áo, té rồi. Nó mập rồi còn bị té nữa chứ, thiệt tình. Chạy. Mày đâu rồi? Mày lên được bao nhiêu rồi? Quá, để kiếm cái nào để rẻ ăn thử coi nó ăn sao. Mày mua cái bánh pizza là mày sẽ được cộng thêm 17 điểm, là chỉ xài được có một lần thôi đó. Cộng thêm 17 điểm hả? Mà chỉ xài được có một lần à. Vãi chữ nó đi nó đánh cậu kìa. No. Ok. Thôi mình ăn cái rồi kính sau mình ăn đi. Ê, sao mà nó chạy nhanh như vậy? Ôi đừng nói mấy thanh niên này mua cấp độ chạy nha. Ôi lầy lắm luôn ấy. Chạy trước rồi kính sau. Ồ, mấy cái này khi mà mình ăn lên á là máu của mình nó sẽ full. Nó hoài đi. Mày đâu rồi? Mày ồ. Tao đang ngay chỗ cái bồn bông nè, cái bồn nước nè. Mày mới mua cái pizza mày ăn á hả? Mới ăn pizza mà thấy cũng lên được có nhiều đâu, thấy cũng. Thì nó lên có 17 à, thì đúng rồi, một Robux là được cộng một điểm đó. Tao cũng mua pizza tao ăn rồi nên tao biết. Ok, bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình ăn, mình chạy trước. Trời ơi, mình bị một đám thanh niên mập địch dí theo mình luôn. Ôi, mập địch dí theo mập địch để làm cái gì? Để địch chứ làm gì? Địch cho thúi hết cả server này luôn hả trời? Thôi chạy. Trời, nó kêu tao hoài kìa. Ôi, chạy. No, nó dí kịp rồi. Mình chạy kịp không? Ê, tao thấy hai cái mông của tao nó bự mày. Vãi. Ôi, hai mông tao đúng bự luôn ấy chứ, đã gì cái bụng với cái ngực, trời ơi. Y như cái bánh hamburger vậy. Làm ta đẩy xuống. Mày đâu vậy? Mày đang ở đâu vậy? Cho tao núp với. Ui, trời nó bu, trời nó quyết, nó giết tao cho được rồi, ăn hành luôn. Chết rồi hả? Cứ giết tao hoài vậy. Ủa, sao thanh niên này gọn nhẹ với ta? Sao mà mình xô xề mà nó gọn nhẹ, ủa thì kinh chứ. Trời, cái tướng dễ sợ thì chứ. Ủa, sao cái đầu mày nhỏ vậy? Cái đầu cái, ôi, vãi ba mi, đầu đúng nhỏ luôn, thiệt kinh. Ủa, mày thấy tao không? Thấy, bây giờ tao đang chạy nè. Ua, thu lùng lại hoài ta. Ok, chạy thôi, chạy. Chiu. Ôi da, đau. What the, hỏi mấy thanh niên này. Bạn đi đánh không mình không? Ui. Ui. Ôi trời ơi, thiệt tình chứ. Thôi, chạy tiếp. Ôi, bây giờ ra đây là toàn bị mấy thanh niên mập địch đánh không à, thiệt tình. Thốn gần chết luôn. Mày bao nhiêu rồi? Mày 91 rồi kìa. Mày nhiêu? 110. À, mày 101 rồi, mày lại làm vậy mày, kêu mày 91 rồi kìa, vãi cái ghê. Thì tao phải nói gì cho nó mới gọi là thần, nó mới gọi là kinh khủng phải không? Mua cái bánh nó burger mà chả bá lửa ăn không ta? Mày mua đi, cũng kiện lắm, đừng có mua. Chen đi, chen là chủ yếu đi. Bây giờ đánh nhau nè, bây giờ chuẩn bị đánh nhau nè. Tao mà lên được 150 là cái đánh nè.
Bây giờ hiện tại bây giờ cái thằng dí theo mình là bao nhiêu đây? Bro. Là 163, ta sẽ ngồi ta rán tao trên. Đó. Trời ơi, một lần nó ăn có con cá mà ơi, nhấp muốn mòn chuột luôn nó ăn con cái à. Tì tì, không 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 phải không phải lúc nào là nó cũng ăn một cái đâu, nó có thích thì nó lên cộng 3, thích thì nó lên cộng 1, nó vậy đó, nó vậy á. Thôi mình ăn nhiều rồi bây giờ. Quay sao đi đâu gặp mày vậy? Ô vãi, kia không mặc quần luôn trời ơi. Thì mày chứ mày chứ mày, chứ, chứ mày làm gì mày mặc quần quá. Có gì nguy cấp. Ê tao có cái lỗ rúng nè, mày không có lỗ rúng tu. Ê tao bị mất cái lỗ rúng rồi chứ, nãy lúc đầu có lỗ rúng mà. Vãi đất trời ơi, tao mày chạy đi theo làm gì vậy? Wow, đau. Chạy, chạy. Ba thôi đi khác. Tí mày nguy hiểm quá. Ôi nó dí tao không à, ơi ơi ơi, dí vào mi đi, dí vào mi đi. Ôi ôi ôi, cho nó chặn đường luôn kìa. Ôi mấy thanh niên này lầy lội quá. À bây giờ ta sẽ ngồi để tao ngắm. Chạy, chạy, chạy. Chị đâu còn có đó, chạy. Ui, ui. Ui, ok, ok mình trời, mỗi khi mình mất máu là mình ăn một phát là mình sẽ đầy máu lên lại. Thanh niên Vami đâu? Sao nó không dí thằng Vami? Oh no. Ok, mình lên được rồi, hay quá. Quất, đánh nhau quất. Quất, giận mặt gì bố hả? Quất bố quất chết luôn nó, hay quá có dí được một thằng rồi. Yeah. Thanh niên này lên đây làm cái gì được quất chết luôn. Mày à bưởi, ngon lên đây, ngon lên đây. Trời, bây giờ mình là nắm chùm trên này luôn nè. À, khỏi cho thanh niên nào lên trên này hết. Wait, 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 wait. Shit. Shit. Bum 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 bum. Mập địch chạy nhanh đi. Wait, 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 wait. Chiu, 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 chiu. Yeah, hay quá, hai thằng chết luôn. Vãi thật, mình giết được 10 thằng rồi. Tao giết được một thằng rồi nè cu, tao giết hai thằng rồi. Tao giết được 10 thằng rồi. Ôi bây giờ con chạy trước, tao mới con 160 rồi, tao quýnh ai giờ không biết nữa. Tao sẽ chạy, tao đi ăn, tao vừa chạy, tao vừa ăn, sau đó tao quay lại tao combat. Tao cũng vậy thôi chứ sao giờ. Ui có một thanh niên, có một thanh niên chuẩn bị lên mình nè. À bây giờ bắt đầu mình sẽ quýnh luôn. Quất, bệnh gì cứ, bệnh gì cứ, chạy đi đâu, anh nghĩ anh chạy được đi đâu. Chạy đi đâu, chạy đi đâu, dạ yeah, hay quá mình chết luôn, mất nết. What the hell. Thôi mình ăn trước rồi mình kính sợ. Ok nãy giờ là mình disconnect. Bị disconnect nên là mình phải vô join lại server. Nhưng mà khi mà mình join vô lại thì ê cái tướng của mày còn như cũ không? Còn nguyên si luôn, mập lù đít và bá lửa luôn. Ê sao của tao nó bị thay đổi skin luôn rồi nè. Tao đâu mày đâu rồi. Nè 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 tao nè tao nè thấy chưa? Hả? Trời trời trong đây là siêu nhơ mập mà sao có thanh niên ròm riết vậy trời. Tao ròm đâu mày, mày thấy tao ròm không? Mày thấy tao mập không? Trời ơi mày nhìn tướng mày bình thường có cái lùn hơn ở trong có gì hết trơn á. Ừ vậy nó mới dễ thương chứ, nó mới cu te chứ. Dễ thương được không mà nhìn cứ mồm. Đang là cái game mà ăn cho mập thay mà tự nhiên cái để ốm nhôm. Ốm nhôm là một ốm nhôm. Ok ok bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình ăn tiếp. Đó mình phải ăn cho nhiều vô mới được. Ủa thanh niên Vami là 167 rồi kìa. Kinh thật. Ok quất. Bây giờ mình quất thanh niên luôn nè. Đó bệnh gì cử, bệnh gì cử. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Chạy đi đâu. Ôi nó ăn cờ what the hell. Yeah hay quá cái gì được rồi. Ôi ôi ôi. Trời đông quá, đông quá. Chạy chạy. Ê thanh niên Vami làm gì á? Kinh quánh lén hả? Chết mày chết. Chết mày chết nữa. Thanh niên Vami chết. Quýnh thằng Vami nè. Quýnh thằng Vami nè. Mày à bưởi, mày à bưởi. Trời ao, tao về thành dữ sức luôn rồi. Sao máu nó đầy lại anh vậy? Thì đúng rồi, tao ăn là tao máu tao đầy lại mà. Ôi, tao trở về hình dáng cũ rồi nè. Oh no. Mập thù rồi, mập thù lù luôn. Ok, ok, ăn uống thôi, ăn uống thôi. Rồi, tao trở về, tao trở về vị trí ban đầu rồi. Vãi. Ủa sao ăn hoài mà không mập ta? Ăn nhiều vô, coi mập mà coi cao hơn hồi nãy luôn nè. Quất. Lát lùng lại. Quất. Về thành dương sức. Quất. Yeah. Ủa gì cây vậy? Sao coi nhưng mình quất sao nó? Trời ơi, oh, man. Ôi nãy giờ, ôi nãy giờ mình quýnh sau nó không à? Lầy thật chứ. Thằng mập. Chạy, chạy thằng mập. Chạy, chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Anh nghĩ anh chạy được đi đâu? Ủa chạy sao này nó nhảy nhanh vậy? Ôi thiệt tình chứ. Chết chìm. Ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài biển mình chơi với dế thôi. Không có nổi luôn. Chìm luôn. Mày xuống dưới nước á hả? Cái đít nó không nổi luôn, nó nặng quá. Vãi, ta đang đi xuống dưới biển nè. Ê, ta đang đi xuống dưới biển nè, mày đâu rồi? Rồi, nãy quên mất combat. Mày, chết. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ăn tiếp thôi. Ê, khoan đã, từ. Mình nghĩ là mình nên lại đánh nhau hay sao ta? Mày. Hả? Dạ, mày thấy sau lưng mày không? Sao? Cái cánh tay đó đi trước mày kìa. À, sao? Ô! Về thành đâu có chưa kịp ăn có hồi máu nữa thiệt tình chứ, tao giết được 13 đứa rồi nè.
Oh, chết rồi. Ôi ơi, ôi trời, vãi chữ, mình đè nát thanh niên này luôn rồi. Oh man. Ủa mày đâu rồi, mày đâu rồi? Ê sao cái cứng tao nó nhỏ xíu lại rồi nè. Ờ, bự lên xong nó nhỏ lại. Ôi nó bự lên lại rồi kìa. Oh what the heck. Mới có 200 à. Yeah, hàng 500 mấy. Yeah, hay quá rồi, giết thêm được một đứa nữa rồi. Ủa thanh niên này làm gì đây? Thanh niên này làm cái gì đây? Quất cho mấy thanh niên này về thành dưỡng sức hết. Ok, đây là một phút dành cho fan art. Thì fan art lần này là của bạn Trung Nguyện. Bạn đã vẽ cho mình khi cái mình không biết cái skin bên nào là skin của mình. Hình như skin bên bên trái là skin của mình à. Nhưng mà lúc đó mình đang tháo cái áo khoác và đưa cho thanh niên này cái áo khoác mất tiêu rồi. Ủa gì kỳ vậy? Sao ngược đời vậy? Ok, thì cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có fan art thì cứ gửi vô phần tin nhắn của fanpage thì mình sẽ lựa ra và cho lên video ngay nhá. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Ok, yeah, hay quá. Trời, có thằng có 200 mấy lần hả? Dữ vậy? Thôi, mình chạy trước. Thôi chạy chờ đánh chánh bữa ăn để mình ăn cái đó rồi mình đánh sau. Mày đâu rồi? Ủa ây da, sao mà nhiều thanh niên, ấy hai thanh niên mập địch, ba thanh niên mập địch luôn kìa, dí theo mày kìa. Qua đây, qua đây. Một đống nào mập địch dí theo thằng mập địch, trong đó cũng có mình luôn. Quất. Ừ đúng rồi, đập nó đi. Yeah, hay quá. Rồi đấy, đừng quýnh tao, quýnh nó kìa. Vô, ok. Chọt luôn mấy thanh niên nhỏ nhỏ này được, bệnh diệt cử. À, mấy thanh niên nhỏ nhỏ này là bệnh, là mình không có cử, mình chơi là mình chơi tới luôn nè. Đào, thôi, để mình ăn cái đã rồi kính sau. Trời, đào á. Trời, mình ăn một phát rồi. Ôi, ơi, thanh niên nào mình quýnh thốn vậy. Holy shit. Trời, nó đánh tao hai phát, tao chết luôn. Lạy thật. Thấy tao không? Mày. Ai có thấy mày rồi kìa. Cái tay vuông luôn, nguyên hình vuông nhìn giống như Titan vậy ba. Vãi. Bại à. Ok. Đó, hai thằng đi sau lưng mày chết rồi. đó, mập tới. Quýnh giùm tao luôn. Đó, để tao quýnh nó. Để tao. Đó, ok, hay quá. Với được một đứa nữa. Yeah. Rồi, nãy giờ mình giết được 27 đứa rồi. Bây giờ mình ăn tiếp. Ăn vô. 30 đứa luôn rồi. Mình giết được 30 đứa luôn rồi. Kinh thật. Ôi, sao công nhận hôm nay mình kill nhiều thật. Rồi, 32 đứa luôn. Ôi, mình giết một thằng mà mình giết mình cộng là được hai thằng cũng hay chứ. Té ML luôn rồi. Té sắp mặt luôn rồi. Chết chưa? Đập. Rồi bây giờ là mày đi quýnh nhau luôn hả? À? Ghê thật. Thanh niên Vami này bây giờ đi quýnh nhau luôn nè. Mày à bưởi. Yeah, hay quá. Tao chết luôn rồi. Mày chết chưa? Mày chết chưa? Ăn hành rồi. Vãi. Đợi xíu, tao đang vô. Tao quất thanh niên này mới được. Ok, hay quá, quất được rồi. Thêm thanh niên này nữa. No. Rồi, hay quá, dí được rồi. Chạy. Bây giờ ăn trước hồi máu cái đó rồi kính tiếp. Chiêu. Ok, trời, bây giờ mình quá mập, mình mập mà mình còn khổng lồ nữa chứ. Mình khổng lồ hơn trước luôn rồi đó. Chạy. Chạy đi đâu? Thanh niên này chạy đi đâu? Quất luôn, về thành dưỡng sức hết. Yeah, hay quá, mình rồi, xong. Rồi ăn hành. Mình giết nó xong mình chết luôn. Vãi. Ok, ăn cái đó rồi tính sau. Chết. Ủa sao mà mấy thanh niên này dữ vậy ta? Đập hay quá. Ok, giết nó thôi. Đó, hay quá. Quất. Cho mấy thanh niên này về thành dưỡng sức hết. Đâu rồi? Giết luôn, quất. Ok, hay quá, giết được rồi. Ơi, ui, đau. Á, Vami. Ăn cái đã, trời, ăn kịp thời luôn, hồi máu kịp, ê, bỏ đi gái, trời, hồi nãy mày đánh tao đúng thốn luôn ấy. Rồi, chạy trước rồi kính tiếp. Ê, cái lỗ rún của thằng nào nó rớt ra ngoài rồi kìa, what the hell. Trời, phải lỗ rún rớt ra ngoài mới ghê chứ. Ừ, tao thấy mà lỗ rún rớt ra ngoài luôn mới lầy chứ. Nguyên Thi. Ui, thanh niên này chạy lên đây là mình quýnh nè, đó, trời về thành dưỡng sức. Ủa, sao mình quýnh nó không được? Oh no. Quýnh không có trúng. Ôi nó lùn quá, tao quýnh không được mày ơi. Ôi Vami. Yeah, giết được thằng Vami rồi. Yeah. Chạy trước. À giờ mà tao mà bự lên nhóc hồi nãy là mày chết với tao. Thấy ghê không? Ok. Ghê chứ sao? Bây giờ mình lên mình quýnh thằng này mới được. Thằng này giờ đang ở không làm gì nè. Đó, rồi, hay quá, giết được rồi. Coi được hạng mấy server rồi cặp. Ấy, coi được hạng 3 server rồi nè. Vãi, hạng 3. Thì đó nè, hạng 3 server nè, thấy không? Bây giờ có chạy trước coi mấy thanh niên này nó hơi phê một tí. Ồ, thêm một thanh niên đứng sau lưng mình nữa kìa. Thanh niên này bao nhiêu đây coi? Ôi, 270 lần hả? Trời ơi, gì đông quá vậy? Dữ vậy? Trời ơi, một mình chống mafia luôn chứ. 1 2 Đâu mày đâu? 3, 3,
Quất đi, đúng rồi, quất quất nó đi, quất nó, đúng rồi, quất mạnh vô. Quất chết thằng Bami đi. Yeah. Hay quá, hay quá, chết luôn đi, chết luôn đi. Quất chết thằng Bami kìa, quất chết thằng Bami, quất, quất. Thằng Bin Bubu nó bự quá. Bin Bubu bự quá. Ôi 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 ôi, một đống đang dí theo tao kìa, một đống đang dí theo tao kìa. Ôi ơi. Một hai ba. Quất. Quất. Mày á, mày á, yeah, hay quá. Mình dí được thằng Bami luôn rồi. Vãi thật. Hai thằng chết. Hai thằng chết cùng lúc tôi mới căng nhất. Lẫn nhau luôn, ghê thật. Ok, đi bắt đầu bây giờ mình sẽ đi đánh nhau tiếp, đánh nhau tiếp hay là đi ăn tiếp ta? Trời ơi, dí theo mình nữa kìa. Quá đợi hợi, mình mới vừa ra, mình mới vừa đi xong mà. Người kia nó phát sáng rồi kìa. Quất, quất, quất bệnh gì cứ quất cho về thành dưỡng sức hết. Ơi, Vami, Vami, Vami. Yeah. Yeah, hay quá. Cho thằng Vami về thành dưỡng sức rồi. Ơi, 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 no, 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 rồi. Quá đợi hợi, mình chết luôn. Trời ơi, bự quá à. Uầy, gì vậy? Chơi 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 thằng nào đi chơi đá mình ra một chỗ khác vậy? Thiệt tình. Nhưng bị mở, mở nhiều quá, mở ra đèn rồi luôn rồi. Uầy, con té sắp mặt nữa kìa. Trời ơi, game này nó cũng té sắp mặt luôn kìa. Ơi, Vami đứng lại, Vami đứng lại. Đứng lại. Anh nghĩ anh chạy được đi đâu? Ôi ơi, chết ơi, đừng có đùa. Ơ quá trời, hỡi chết luôn. Chết lầy thật. Ủa, anh niên này bị gì vậy? À, rồi, 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 rồi. Mà nó bị mở trong máu rồi. Ờ, tao cũng thấy nè, nó mở đến nỗi mà nó tràn khỏi khuôn con người của nó luôn. Kinh thật. Có thằng lên được 300 rồi kìa. Kinh chưa? Mày dí theo tao làm cái gì? Mày dí theo tao làm cái gì? Ai mà chạy nhanh vậy? Ai biết đâu, tao chạy bình thường đó, tao đâu có chạy nhanh đâu. Ta đi ba. Thôi, đâu có điên. Đẹp trai chứ đâu bị khùng. Phải cái đẹp trai. Mày tại nói dối sự thật không à? Mày được ok, mày bây giờ mình phải chạy trước. Rồi, ok, bắt đầu đánh nhau với thằng Bami đây. Chiu, quất. Mày á bưởi. Mày á bưởi. Mày á bưởi. Oh no. À, Bami chết luôn rồi. Thiệt tình. Ok, mình ăn cái đã rồi kính tiếp. Trời, thanh niên này làm gì đây? Thanh niên này sao nó bị kẹt một đống rồi. Chắc mình phải hỗ trợ cho thanh niên này quy cái gì? Có gọi là gì ta? Gì? Bự vậy. Hàng nhất server, đúng rồi, hàng nhất server. Mày đâu? Đâu? Đứa nào vậy? Đứa nào? Đứa nào? Ê, sao mày có quần áo rồi kìa? Á, tao giết hàng nhất server. Rồi, tao chết luôn. Vãi, giết hàng nhất sao mày chết luôn. Thiệt tình chứ. Quất thanh niên này về thành giữ sức cái. Báo chuồng nó, báo chuồng. Ôi cha, trời ơi, mình đánh mà mình không quay là không quay được, không quay cái đầu lại ngược nó được, thiệt tình chứ. Vậy vậy vậy. Tao hàng nhất server nó báo chuồng kìa. Đào, đứa nào. Ơi sao thằng Vami gì đâu mà nó mở trong máu như vậy? Mở gì ba, tao ống nhôm mà ba ớn mày nữa mà. Ôi da, tao chết rồi nè, tao mày bị tao ơi, tao bị mày giết kìa, quách rồi. Chết vậy. Ok, quýnh cho thằng Vami về thành dưỡng sức hết. Trời, nó đập cái chết ngắt luôn rồi. Ok, chạy trước rồi kính tiếp. Mình đã bụng rồi. Trời, cái người mình lúc người mình đó, người mình bị gì vậy? Không thể nào hiểu được. Thôi không mua nữa, mua chỉ cho nó hao. Đó, Vami, yeah, giết được thằng Vami rồi, yeah, hay quá. À, mày nhung ít 2 thôi, sao mày chạy nhanh nữa mày? Ai biết. Ok, giết thêm được một đứa nữa, còn đứa nào nữa? Lại đây là mình cân hết luôn nè, cân tim luôn nè. Cân được không mà. Quất, đó, đúng rồi, một đứa chết rồi, yeah, hay quá. Thôi mình chạy trước, mình hết máu rồi. Gì vậy? Hàng nhất server giết nó hoài luôn mày. Vãi. Ôi làm gì thằng đó nó lên nhanh với tao. Ôi nó 250 mấy luôn, 350 mấy luôn cơ, kinh thật. Nó giết tao, xác chết rồi, nó không tha tao luôn rồi mày ơi. Ôi rồi quýnh tiếp, quýnh thanh niên này về thành dưỡng sức luôn. Yeah, hay quá, giết được rồi. Giết được, cứu tao rồi. Ai cứu? Ui, đau nha gái. Trời ơi, thanh niên gái mập địch này quýnh đau thiệt á chứ. Gái mập địch ông nội tên gì ghê vậy? Ai biết. Nhưng mà cậu quýnh nó không được, bực mình thật chứ. Cậu quýnh nó không được, nó quýnh cậu luôn mới ghê chứ. Bó tài. Mở nó chăn đầy server luôn rồi, trời ơi. Kinh này chứ, trời ơi, mày thấy cái thằng bự nhất server không cung? Đâu, thằng nào đâu. Này nè, tao thấy một thanh niên này dê thanh dưỡng sức. Yeah, tao dí được thằng lớn, thằng khổng lồ rồi. Woo. Vậy. Ê, té sắp mặt, trời ơi, thiệt tình chứ. Té hoài, ăn được cái hoài, thiệt tình. Mày đâu rồi?
Đó, trời ơi, tao thấy mày bự vậy. Kiếm tao có gì. Ồ, tao thấy mày bự lắm luôn á. Ừ, ba nhỏ xíu rồi ba. Ok, đây, ba mi đứng lại ba mi. Mì dí tao hoài. Đứng lại. Coi kìa, không coi nào. Rồi, hai thằng không biết làm gì luôn á. Bỏ bút là đập nhà đúng rồi, đập đó. Yeah, hay quá chứ được rồi. Trời ơi, văng tứ phía dí nó xong văng coi, nó chưa chết. Ui, ui, ui. Nó văng nó ơi, mày à bữa. Mày à bữa, yeah, hay quá chứ được ba mi rồi. Quất thanh niên này luôn. Ok, thanh niên này về thành dưỡng sức. Rồi, hay quá, mình về thành dưỡng sức luôn. Ôi, tao kêu nhiều nhất. Tao kêu nhiều nhất server luôn mày ơi. Mày kêu vô 131 rồi chứ. Kinh đật. Ok, dừng clip đi cô. Ok, thì mình với Kia sẽ dừng video tại đây thôi. Bạn nào có thích thì nhớ like, share video và nhớ subscribe kênh channel của mình với Kia để nhận nhiều video mỗi ngày nha. Chào mọi người. Bye bye mọi người. Mặc định đi đây.